Và xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân, chuyên đào tạo lĩnh vực vẽ và thiết kế AutoCAD. Và hiện tại tôi đang đứng trước một ngôi nhà mái Thái. Tôi đánh giá là đây là ngôi nhà đẹp nhất mà các bạn xem từ trước đến nay. Với việc thiết kế ngôi nhà này thì các bạn tạo sự thoải mái cho không gian của ngôi nhà và rất thoáng và đẹp các bạn nhé. Ngôi nhà có diện tích tổng diện tích ngôi nhà 160m2. Và bây giờ bạn nào có ý tưởng xây dựng và thiết kế một ngôi nhà đẹp như thế này thì chúng ta hãy cùng tôi vào tham quan các phòng bên trong nhà. Và phía bên trong nhà có 3 phòng ngủ, một phòng khách và phòng làm việc, và kết hợp với không gian nhà bếp và khu vực vệ sinh riêng ở phía bên ngoài ngôi nhà. Bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ cùng khám phá phía ngoài ngôi nhà trước và chúng ta sẽ khám phá bên trong của ngôi nhà sau. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tôi để khám phá không gian nhà đẹp nhé. Rồi mời các bạn chúng ta cùng khám phá. Rồi xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Tuân. Đấy các bạn nhìn cái toàn cảnh phía trước của ngôi nhà. Ngôi nhà này tôi đánh giá là ngôi nhà rất đẹp, mái Thái cấp 4 và không gian thiết kế đẹp, rộng, thoáng ở một vùng quê. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát phía ngoài ngôi nhà trước. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành vào bên trong ngôi nhà sau. Giờ các bạn mời các bạn quan sát ra phía cổng ngôi nhà. Đây phía cổng ngôi nhà. Phú khép cái cổng vào. Dạ. Cho ba. Rồi con khép cái cổng vào. Các bạn có thể quan sát hệ cổng từ trong nhà chúng ta nhìn ra. Đây là hệ cổng. Ốp gạch vân đá và cổng bằng inox các bạn nhé. Hệ thống cổng inox. Bây giờ chúng ta có thể nhìn từ phía ngoài vào bên trong ngôi nhà. Rồi các bạn nhìn cái hệ cổng của ngôi nhà phía ngoài. Rồi các bạn nhìn cái phía cổng của ngôi nhà trước này. Đây hệ cổng. Đây là cái tường rào phía ngoài của ngôi nhà. Đều làm bằng inox hết các bạn. Rồi chúng ta nhìn từ phía cổng ngôi nhà. Các bạn nhìn cái hệ cổng phía ngôi nhà, tường rào phía ngoài. Để không gian xung quanh của ngôi nhà thì đây là một vùng quê có cánh đồng. Các bạn nhìn đường xóm bê tông này, vườn cau. Rồi các bạn quan sát lại khu vực phía ngôi nhà. Cổng làm bằng inox rất sáng và bền với thời gian các bạn nhé. Các cái tường rào xây gạch mộc nhìn rất đẹp các bạn. Rồi các bạn quan sát tiếp khu vực rồi phần phía ngoài của cổng của ngôi nhà này. Các bạn ngắm lần nữa. Còn Phú ra khép cái cổng lại. Khép cái cổng lại. Con đứng ở trong đấy luôn nhá. Rồi để cho các bạn quan sát toàn cảnh cái cổng của ngôi nhà mái Thái rất đẹp này. Rồi mời các bạn chúng ta tham quan phía bên trong của ngôi nhà. Trước khi vào bên trong chúng ta vào mở cổng đi vào nhá. Đây cái phía hành lang phía ngoài. Đây các bạn thể quan sát. Hôm nay ngày mùng 3 Tết, hoa đào nó nở rất đẹp các bạn nhìn. Chúng ta quan sát phía hành lang phía ngoài này trước. Đều lát gạch vân cỏ nhìn rất đẹp các bạn nhìn. Đây phía hành lang phía ngoài. Từ đây thì các bạn nhìn ra phía kia là bắn mái tôn để che không gian để xe ô tô xe máy. Rồi các bạn quan sát phần trang trí phía trước của ngôi nhà.
các bạn nhìn cái hệ mái phía trước của ngôi nhà này. Rồi. Đó, chúng ta nhìn cái hệ bố trí hệ mái phía trước của nhà, tôi zoom gần lại cho các bạn quan sát. Phối hợp giữa màu sơn và đá ốp tạo ra cái vẻ sang trọng cho ngôi nhà. Tổng diện tích ngôi nhà là 160 m². Đây, khu vực cửa bếp mở ra các bạn chú xe máy để khu vực bếp tách riêng khỏi ngôi nhà, nhưng mà vẫn là cái khu đi vào khu vực khép kín nhá. Từ nhà chúng ta đi xuống cái gian bếp đấy. Còn phía này là để xe máy và ô tô. Các bạn quan sát. Trụ cột được ốp đá đẹp. Bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ đi vào bên trong ngôi nhà để khám phá cái khu vực nội thất và không gian bố trí các phòng. Bạn nào có ý tưởng xây dựng cho một ngôi nhà mái Thái đẹp như này thì chúng ta có thể xem cái phần bên trong ngôi nhà. Mời các bạn. Các bạn sang quan sát cái phần cột. Ốp gạch rất đẹp các bạn. Cột. Cột này có kích thước 50x50 các bạn nhé. Rồi. Mời các bạn chúng ta sẽ bước vào không gian phòng khách của ngôi nhà. Rồi, không gian phòng khách rất rộng các bạn nhé. Có diện tích là 50 m². Bố trí một không gian bàn uống nước cùng với phòng thờ luôn các bạn. Đây là phong tranh phong cảnh này, trang trí ngôi nhà. Từ phòng khách này thì các bạn có thể quan sát cái phòng ngủ số 1 ở bên cạnh phòng thờ, phòng ngủ số 1. Và phòng này theo thiết kế sẽ là phòng ngủ, nhưng cái khu vực khoảng không này các bạn này sau này sẽ làm gỗ. Nhưng do về năm mới chưa kịp làm thì các bạn sẽ đợi video số 2 thì sẽ hoàn thành cái khu gỗ trang trí phòng khách phía đằng này, thì các bạn sẽ nhìn thấy không gian sẽ cực kỳ đẹp luôn. Và đây là cửa sổ lấy ánh sáng của phòng khách. Đây phòng làm việc của bạn Trung. Là Trung có máy tính nhỉ? Dạ. Rồi, Trung chào các bạn này. Rồi, chào các bạn nhé. Xem kênh YouTube Trung làm cái intro cho kênh YouTube. Bạn nào có liên hệ với Trung, cái số điện thoại để phía dưới màn hình nhé, sẽ liên hệ. Ai làm cái phần intro của phần YouTube ấy thì sẽ liên hệ với bạn Trung, tôi để số điện thoại phía dưới. Rồi các bạn liên hệ với bạn Trung, bạn sẽ làm cho những cái video intro cực đẹp luôn cho các bạn. Rồi các bạn quan sát tiếp khu vực phòng khách của chúng ta. Ở đây có cửa sổ trước bàn làm việc. Máy tính hệ thông loa cho các bạn là thanh niên zoom lại cái hình ảnh. Tí đưa anh số điện thoại nhá. Anh của marketing sẽ gọi tới tấp luôn đấy. Để số điện thoại. Đây có sẽ có một cái cửa mà các bạn nhìn này, cái cửa này mở chung mở cái cửa sổ, à cái cửa đường phụ ra. Đấy, từ cái cửa phụ này thì các bạn sẽ nhìn ra không gian phía ngoài của ngôi nhà. Cửa chính thì bây giờ có cái cửa phụ theo thiết kế. Đấy, các bạn sẽ nhìn ra sân, đây là cái cửa phụ gần cửa chính. Các bạn view lại phòng khách một lượt nữa. Trên hệ trần trang trí rất đơn giản. Từ phòng khách thì các bạn có thể nhìn ra phía ngoài.
Chúng ta nhìn ra phần cổng và phía sân phía ngoài, và bên ngoài là cánh đồng và cái cây dừa rất đẹp và thoáng mát về mùa hè các bạn nhé. Ta nhìn rất thoáng mát khu vực để xe máy ô tô. Cảm ơn các bạn. Tiếp tục chúng ta sẽ tham quan cái phòng ngủ số 1 của gia đình. Đây là phòng ngủ số 1 ở khu vực gần phòng thờ. Phòng này có diện tích 16m2 các bạn nhé. Chiều 4m x 4m, 16m2. Từ phòng khách này thì các bạn có một cái hành lang, chúng ta đi xuống khu vực phòng bếp và hai bên phòng ngủ của gia đình. Thì các bạn, chúng ta sẽ cùng tôi đi tham quan khu vực phòng ngủ số 2. Đây là khu vực phòng ngủ số 2 của gia đình. Phòng này có diện tích là 16m2 các bạn nhé. Khu cửa sổ chúng ta sẽ nhìn ra phía ngoài. Một chiều 4m x 4m, 16m2, rộng thoải mái để các bạn bố trí giường và tủ. Các bạn đi tham quan khu vực phòng ngủ số 3. Phòng ngủ số 3 có kích thước là 16m2, cũng bố trí không gian giường và tủ. Hệ trần rất đơn giản, không trang trí nhiều các bạn. Từ cái phòng ngủ số 3 này thì các bạn đi lên xuống sang khu vực bếp. Các bạn tham quan khu vực bếp và khu vực nhà vệ sinh, chúng ta tham quan khu vực bếp trước. Bếp này có diện tích là 40m2 các bạn nhé. Bếp có diện tích là 40m2. Từ phòng bếp này thì các bạn có thể nhìn ra phía ngoài sân và phía cổng. Các bạn quan sát ra phía cổng. Rồi, đây là khu vực để xe. Các bạn quan sát khu vực phòng bếp. Tiếp theo thì mình mời các bạn, chúng ta quay lại một lượt nữa khu vực không gian bếp, diện tích là 1 chiều 5m, 1 chiều 8m, 40m2, rất rộng rãi các bạn, để rất nhiều đồ. Và đây là khu vực phòng vệ sinh, nhà tắm và nhà vệ sinh riêng các bạn nhé. Đây là khu vực nhà vệ sinh này, 1 chiều dài là 2,5m, 1 chiều 1m, nhà vệ sinh. Đây là khu vực nhà tắm. Nhà tắm thì có chiều dài là 5m, 1 chiều là 3m, 15m2, rất rộng rãi các bạn. Khu vực nhà tắm kết hợp nhà vệ sinh nữa. Rồi, với nhà tắm và nhà vệ sinh thì bây giờ theo thiết kế mới, các bạn sẽ ốp gạch lên đến tận lên trên cái phần trần đấy các bạn nhé, để cho sự sạch sẽ trong không gian nhà. Bây giờ nhà tắm, nhà vệ sinh, khu bếp chúng ta ốp gạch hết lên trên tận trên phần trần luôn các bạn. Từ khu vực nhà bếp này thì chúng ta sẽ nhìn ra được phòng khách và hai bên phòng ngủ. Đây là phòng ngủ số 3 này. Đây là phòng ngủ số 2. Từ đây thì các bạn nhìn ra phòng khách và phòng thờ luôn. Rồi, thời đại công nghệ 4.0 đây, muốn bạn một máy điện thoại này. Và các bạn quan sát lại khu vực phòng khách một lần nữa.
Và các bạn quan sát ra phía ngoài của ngôi nhà. Các bạn quan sát cái gạch sân nhé, rất đẹp các bạn. Giả sỏi này, viên rất đẹp. Và các bạn nhìn tổng thể của ngôi nhà mái Thái, tôi đánh giá là rất đẹp ở vùng quê. Hiện tại tôi đang ở xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Bạn nào có ý tưởng thiết kế một ngôi nhà mái Thái như này, hãy liên hệ cho tôi số điện thoại phía dưới nhé. Tôi sẽ tư vấn thiết kế cho các bạn. Chúng ta quan sát lại một lượt nữa không gian phía ngoài của ngôi nhà. Đây là toàn cảnh không gian phía ngoài ngôi nhà. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết cái đoạn video clip này. Chúc các bạn những ngày đầu xuân năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc, và nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới nhất về không gian nhà đẹp, những ngôi nhà mái Thái rất đẹp như này. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.